Con chào mọi người, tên con là Nguyễn Quý Anh, con sống ở Hà Nội. Hôm nay con sẽ giới thiệu cho mọi người dự án Python Flappy Bird của con ạ. Trong dự án này là người chơi đầu tiên là phải bấm vào nút chơi, rồi mỗi khi họ bay là sẽ phát ra âm thanh bay. Và mỗi khi họ cộng được thêm một điểm là họ sẽ được âm thanh phát ra cộng điểm, và khi họ chết là sẽ lưu điểm high score. Trong dự án này là người chơi phải điều khiển con chim bằng cách nhấn chuột để cho chim bay lên cao và tránh các ống cống. Quý anh có thể giải thích lựa chọn một cái lệnh, cái chức năng bất kỳ để mình giải thích. Ví dụ như mình đã lập trình cho cái chức năng mà con chim bị chạm cống thì mình thua cuộc, mình đã lập trình một cách đây một cách nào? Con lập trình chức năng để cho con chim chạm vào ống cống là dùng lệnh nếu con chim mà va chạm vào ống cống hoặc va va nếu con chim mà va chạm vào ống cống dưới hoặc va chạm vào ống cống trên thì cái biến chạy nó sẽ bằng dừng lại. Và khi biến chạy mà bằng dừng lại là toàn bộ dự án sẽ dừng lại. Con chim nó sẽ dừng lại. Ống cống sẽ dừng lại và chữ game over và nút chơi lại sẽ hiện ra. Ngoài ra có thể chia sẻ thêm về cái cảm nhận của mình về bài này. Ví dụ như là trong bài này mình thấy khó khăn nhất ở điểm nào, ở việc chức năng nào mình thấy khó khăn? Trong bài này con thấy khó khăn nhất là chức năng lập trình score, lập trình hàng chục của score và hàng trăm của score, rồi hàng đơn vị con cũng phải thay đổi nhưng không khó bằng hàng chục và hàng trăm. Ngoài ra, con có ý tưởng gì để phát triển cho bài của mình không? Nếu mà có thời gian thì mình muốn thêm những chức năng nào? Con muốn thêm chức năng là cho ống cống nó không đứng yên một chỗ nữa, mà có lúc ống cống nó đi lên trên cao hơn, có lúc ống cống nó đi xuống dưới thấp hơn. Và Rồi, đấy. con cũng muốn làm cho con chim vỗ cánh chậm hơn. Rồi sau khi mình đã thuyết trình xong thì mình có thể kết thúc bài thuyết trình của mình. Vâng ạ, con chào mọi người. Rồi như vậy Quý Anh đã hoàn thành phần thuyết trình của mình, nhưng Quý Anh lưu ý này, Quý Anh đang chia sẻ lại màn hình nào. Alo. Alo các bạn, nghe rõ thầy không? Rồi, thầy vừa bị out ra. Chúng ta tiếp tục. Ở đây thì thầy sẽ nhận xét bài của Quý Anh như sau. Quý Anh vẫn chia sẻ lại màn hình nào. Quý Anh vẫn chia sẻ lại màn hình để cho thầy sẽ gọi các bạn bất kỳ nhận xét trước. Alo Quý Anh nghe rõ rồi, ok Quý Anh nghe rõ thầy rồi. Tiến Minh nhận xét bài bạn cho thầy nào. Ngon, thưa thầy là bài bài của bạn cũng tương đối đầy đủ ạ.
có phần nào có ý thêm không? Con không biết nữa, nhưng mà con nghĩ là bạn bạn làm cách nào đó để cho cái phần highlight màu vàng nó không hiện lên ở phần trong cái phần code của bạn. Rồi cái đấy sẽ là cái phần mình kỹ thuật lập trình thôi. Ở đây thì thầy sẽ xét bài của quý anh một chút. Quý anh nghe rõ thầy không? Có ạ. Rồi thế thì thầy nhận xét. Ở đây chúng ta thấy bài của quý anh thì chúng ta mới mới có thêm một số cái phần nhận xét mà thầy chưa thấy các bạn comment từ trước. Đó là gì? Thứ nhất là về cái phần sản phẩm của quý anh, về phần kỹ thuật, cái phần sáng tạo thì mình đã có thêm gì, cái thêm phần hiển thị điểm, mình đã có hiển thị điểm có thêm hàng chục và hàng trăm rồi. Tuy nhiên thông thường thì nếu mà điểm nhỏ hơn 10 thì nó chỉ hiển thị ra mỗi cái đơn vị hàng hàng cái số hàng đơn vị mà thôi. Khi nào điểm từ 10 trở lên, cần nhu cầu mô tả cái số hàng chục thì mình mới để cái hàng chục xuất hiện đấy, chứ mình không nên là gì để ngay từ đầu là không 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 rồi lại không không một không không hai. Con hoàn toàn có thể lập trình là gì, là bắt đầu là từ một hai ba bốn chấm chấm đến 9 đến 10. Khi chuyển sang điểm thứ 10 thì lúc này cái ảnh hiển thị hàng chục mới xuất hiện chứ nó không xuất hiện từ đầu. Tương tự như vậy, khi nào đạt đến 99 là đến 100 điểm thì điểm của cái hàng trăm mới xuất hiện đó, thì đấy là mình cân nhắc. Và cái phần thứ hai liên quan đến đấy là cái phần sáng tạo, mà của quý anh cũng có thêm các phần sáng tạo liên quan đến điểm cao này, hay là cái player game này, hiển thị ảnh lúc thua cuộc này. Nhưng có các vấn đề, một là như thầy vừa nói về cái phần hiển thị cái điểm cao, hai là cái điểm cao thì mình nên có một cái vị trí nào đó mình tách biệt ra so với cái phần hiển thị điểm. Tức là hiện tại là cái lệnh cái ảnh mà con hiển thị điểm, khi chương trình kết thúc thì con lấy cái ảnh đó để hiển thị điểm cao luôn đấy. Nhưng như thế thì không nên, mà mình nên để điểm cao là ở một cái tên, một cái hiển thị khác song song đồng thời với hiển thị điểm đó. Nhỡ vừa chơi xong vừa kết thúc một cái, người chơi còn chưa kịp nhìn xem, chưa kịp và nhớ lại xem mình đang được bao nhiêu điểm, tự nhiên đùng một cái điểm bị xóa đi mất, điểm bị thay đổi thành cái điểm cao đấy. Ví dụ như là điểm cao được 1.000 điểm chẳng hạn, thầy chơi được khoảng 200 bao nhiêu đó, thầy thua cuộc, thầy vừa thua cuộc xong thầy chưa kịp nhìn lại xem mình được cụ thể là chơi được 200 bao nhiêu điểm thì sao, thì đã bị đổi thành cái điểm cao nghìn rồi. Quý em thấy thế không, là mình đang đang đổi ngay lập tức cái score thành cái high score luôn. Vâng ạ, à, thế thì để con để cái chỗ mạng cái chỗ screen.blitzscore ở chỗ ở trong cái chỗ khác ạ. Ở một chỗ khác, và mình có thể hiển thị đồng thời vừa hiển thị score hiện tại để người chơi biết được à mình được từng đấy điểm, và vừa hiển thị cái thông tin điểm cao nhất được bao nhiêu đó nhá. Và có một cái phần nữa liên quan đến gameplay, không thấy bạn nào comment trong tất cả bài các bạn, đó là gì, là gameplay của quý anh có vấn đề. Gameplay là gì, là cái trải nghiệm khi chơi, liệu người chơi có thể thú vị không. Nếu mà quý anh cứ cho con chim bay vượt quá lên trên đầu ống cống rồi thì còn gì là khó khăn nữa, đúng không? Tiến Linh có để ý đến đoạn đấy không, lúc bạn ấy minh họa được cộng điểm ấy, Ừ, có. tức là thay vì mình phải điều khiển con chim chui vào khe hở giữa hai ống cống thì mới được điểm, thì bây giờ quý anh làm một động tác là chúng ta vượt cái tọa độ y của con chim nó ở rất là cao rồi, nó vượt lên cao, vượt quá độ cao cống quá màn hình bên trên. Nhưng đấy nó chính là một hình thức như kiểu là gì, là mình ăn ra là hay là như thế nào đấy. Và như thế thì mình sẽ phải làm thế nào đó để giới hạn độ cao của con chim để chứ nó không thể nào bay vượt quá cái mỗi lần mình click chuột nó lại bay cao lên một chút, cao lên một chút, và bay cao vượt quá màn hình, quá cả cống đấy, vượt quá màn hình vào cống sẽ không mở chạm vào được, và như thế thì sẽ mãi mãi thắng. Chỉ quan trọng là phải click chuột đều tay để cho nó lên trên màn hình thôi, không sợ bị thua sẽ không bao giờ thua được, nếu mà mình vẫn còn click chuột để cho nó bay lên đấy nhá. Thì chúng ta lưu ý, thì thầy góp ý về cái phần sản phẩm của anh, kỹ thuật lập trình của mình đã đạt yêu cầu rồi, mình có thêm cái phần sáng tạo thêm thì đã đạt yêu cầu rồi nhá.
Còn về kỹ năng thuyết trình thì Quý Anh nói vẫn tương đối là tự tin, to rõ ràng chắc là rồi, nhưng về phần nội dung thuyết trình thì có thể là do thầy yêu cầu Quý Anh thuyết trình khá là bất ngờ, lúc nào mình chưa có sự chuẩn bị nhiều đấy, vừa đùng phát đến kiểm tra bài Quý Anh thuyết trình luôn, không có sự chuẩn bị nhiều, nên thầy vẫn nên trong một số cái lúc mà mình ngắt ngứa, mình đang không biết nói gì tiếp theo thì thầy có gợi ý bằng cách đặt ra các câu hỏi để Quý Anh trả lời. Thì Quý Anh về nhà mình có thể vẫn luyện tập thuyết trình nhá, và nếu trong tuần sau, nếu còn thừa thời gian, nếu giả sử trong tuần sau các bạn khác thuyết trình xong hết rồi còn dư thời gian, thì thầy có thể cho Quý Anh thuyết trình lại một lượt theo cái phiên bản mà Quý Anh tự nói từ đầu đến cuối, được chưa? Được chưa nhá. Rồi ok, như vậy là Quý Anh đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình.